thổi nến và cắt bánh để hoàn thành đánh dấu mốc 18 tuổi của các con. Xin mời cô và các lớp trưởng thổi nến và cầu nguyện nha các con. Có bao giờ có một cái sinh nhật đông đúc như thế này, vui vẻ như thế này và nhiều cảm xúc như thế này. Cô mời cô Mai và các lớp trưởng chúng ta cắt bánh nào. Rồi.